phi hành gia Jin và bé John. Hai đồng chí đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ, thưa đội trưởng. Hãy nhìn kia, là trung tâm vũ trụ. Thật tuyệt. Con rất muốn đi du hành vũ trụ, muốn trở thành một phi hành gia. Phi hành gia. Nhanh chúng ta thay quần áo thôi, rồi mình cùng lái phi thuyền nha. Các con là những phi hành gia giỏi nhất. Các bạn đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo chưa? Chúng ta hãy cùng đi qua hầm phi thuyền nhé. Tuyệt. Yeah. Hãy cùng đi khám phá ở bên trong, sẽ thật vui khi chơi cùng bên nhau. Chúng mình là những phi hành gia đây, cùng nhau ta đi, cùng nhau khám phá nào. Con yêu, hãy đi chậm lại. Các phi hành gia chờ chúng tôi với. Con rất thích du hành vũ trụ, muốn trở thành những phi hành gia. Nhiệm vụ tiếp theo nhé các phi hành gia tí hon. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Và lính cứu hỏa thật đấy. Khi lớn lên, con muốn trở thành gì nào? Xin chào mọi người. Chào bạn nhỏ. Chào người bạn nhỏ. Bạn có muốn biết cảnh sát tôi đây sẽ có những nhiệm vụ gì? Bảo vệ trật tự ở trên những con phố. Bé yêu có muốn giống như cảnh sát không nào? Khi có nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ, lên đường tôi đi ngay. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Lại đây với cô, bé John. Cô sẽ cho cháu xem những thứ thú vị nhé. Chào người bạn nhỏ, bạn có muốn biết người lính chữa cháy tôi đây sẽ có những nhiệm vụ gì? Bảo vệ mọi người khi có đám cháy.
Bé yêu có muốn giống như linh chữa cháy không nào? Khi có nhiệm vụ tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ lên đường tôi đi ngay. Thấy chưa? Trở thành lính chữa cháy cháu sẽ rất là ngầu. À bé John, cháu thấy bộ đồng phục của chú có đẹp không nào? Này người bạn nhỏ, bạn có muốn biết cảnh sát tôi đây sẽ có những dụng cụ gì? Coi cùng bộ đàm và dư cui nữa nhé. Có chú cho nghiệp vụ sẽ luôn đi bên cạnh. Khi có nhiệm vụ tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ lên đường tôi đi ngay. Bây giờ hãy xem đồng phục chữa cháy của cô nhé. Này người bạn nhỏ, bạn có muốn biết linh chữa cháy tôi đây sẽ có những dụng cụ gì? Còi đèn và rìu, bình oxy cùng bộ đàm. Có chú cho nghiệp vụ sẽ luôn đi bên cạnh. Khi có nhiệm vụ tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ lên đường tôi đi ngay. Cháu thấy thế nào, bé John? Bây giờ chú sẽ cho cháu xem điều này. Cháu sẽ rất thích đấy. Nhìn này bạn nhỏ, bạn có muốn biết hãy xem xét cảnh sát sẽ có những gì? Nào mình cùng nhấn nút nhé. Tiếng còi báo động vang lên bé yêu sau này. Giờ cô sẽ cho cháu xem thứ khác tuyệt hơn nhé. Nhìn này bạn nhỏ, vòi phun nước đây cùng với chiếc thang ở trên xe bé yêu xem này. Nào mình cùng nhấn nút nhé. Tiếng còi báo động vang lên đi chữa cháy nào. Khẩn cấp, khẩn cấp. Đi làm việc thôi. Xin lỗi nhé bé John, có nhiệm vụ khẩn cấp, cô chú phải đi đây. Tạm biệt. Khi có nhiệm vụ tôi luôn sẵn sàng. Khi có nhiệm vụ lên đường tôi đi ngay. Vậy con muốn trở thành ai nào? Con muốn làm cả hai. Oh yeah, đi ra ngoài chơi cùng nhau thật vui trưa này. Oh yeah, đi ra ngoài ta chơi bóng với các bạn. Đu 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 đá bóng này, ôi không đu đu đá bóng này, ôi không đu đu cháy mất rồi bạn ơi. Ôi không, quả bóng đã bay vào lửa trại và bây giờ lửa đang lan ra. Các bé đừng lo, chú sẽ gọi cho đội cứu hỏa. Đội cứu hỏa chú ý, ở đây đang có một đám cháy. Có một đám cháy trong khu rừng, chúng tôi cần giúp đỡ. Chúng tôi sẽ tới đó ngay. Mau đi chữa cháy bạn ơi, có chúng tôi đây lính cứu hỏa. Yên tâm tôi có mặt ngay, nhanh ta hãy lên đường. Lên đường. Tu tu tu, xe cứu hỏa đi ngay tu tu. Xe cứu hỏa đi ngay tu tu. Các bé đứng xa ra nhé. Đừng lo lắng, đội cứu hỏa đã tới nơi rồi. Linh cứu hỏa tới rồi đây, hãy xem tôi dập tắt ngọn lửa. Phun nước thật nhanh bạn ơi, yên tâm không sao mà. Du du du, phun nước thật là nhanh. Du du, phun nước thật là nhanh. Du du, hãy nhìn tôi đây. Chúng tôi đã kiểm soát được đám cháy, mọi người đã an toàn. Chữa cháy bạn ơi, leo thang lên xe nhanh nhà bạn. Xa xa
tôi đã dập tắt đám cháy. Hãy nhớ rằng luôn đứng xa lửa trại và giữ các đồ vật ở xa ngọn lửa các bé nhé. Đúng vậy, làm như thế sẽ giúp các cháu vui chơi bên lửa trại thật an toàn. Chúng ta an toàn rồi. À đợi đã, chúng tôi có thứ này rất đặc biệt dành cho đội cứu hỏa. Linh cứu hỏa dũng cảm ơi, chúng tôi rất cảm ơn các bạn. Trao huy hiệu dũng cảm đây, thật vui khi đã an toàn. Đội cứu hỏa chú ý, ma vàng trong thị trấn đang có cháy. Ồ, các cô chú phải đi cứu hỏa ngay bây giờ. Và đi cứu người nữa. Tạm biệt mọi người nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Gương, đến giờ cha đi đâu ăn rồi? Bạn không muốn ăn sao? Bạn ổn chứ? Ủa? Tớ sẽ gọi bác sĩ. Tớ mặc chiếc áo trắng bé xinh cùng bộ sơ cứu. Đâu
Giống như anh, em cũng đi. Khi bụng em nói muốn đi, trên cái bụng kia, ngồi trên đó. Phải chờ đợi một chút thôi mà. Nhưng lúc ta muốn đi, biết liền mà. Giúp, giúp cái gì vậy ta? Cái bụng của em nó sao sao? Nhanh lên, bé John ơi, lại ngồi đây. Giờ nào anh với em chờ thôi. Giờ em biết lúc chúng ta cần đi. Ha ha ha!